Thưa quý ông bà, quý cô chú bác và quý anh chị, đây thực sự là một sự kiện vô cùng nghiêm trọng và cần rất những lời cầu nguyện của tất cả chúng ta. Bởi giáo phận New York của Rockville Center vừa công bố đã đạt thỏa thuận giải quyết việc lạm dụng trị giá lên đến 323 triệu đô tài sản của giáo hội. Giáo phận Rockville Center ở New York đã thông báo rằng đã đạt được thỏa thuận dàn xếp lớn trị giá lên đến hơn 300 triệu đô la Mỹ cho những nạn nhân bị lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ tại đây. Để chấm dứt quá trình kéo dài 4 năm, bao gồm một đề nghị trước đó mà những người sống sót sau vụ lạm dụng đã từ chối. Giáo phận cho biết trong một thông cáo báo chí vào ngày thứ Năm, ngày 26 tháng 9 năm 2024, nói rằng tổng số tiền gian xếp được đề xuất chỉ hơn 323 triệu đô la Mỹ, bao gồm các khoản đóng góp bảo hiểm, tài sản của giáo phận và tiền bán tài sản của giáo phận, cũng như các khoản đóng góp từ các giáo sứ và các tổ chức liên quan khác. Số tiền này là khoản gian xếp lớn nhất trong lịch sử phá sản của giáo phận Hoa Kỳ. Số tiền này sẽ được phân phối cho khoảng 600 nạn nhân đã bị lạm dụng theo thông cáo cho biết như vậy. Giáo phận và các giáo sứ cũng như là các thực thể liên quan khác sẽ đóng góp tổng cộng là 234,8 triệu đô la Mỹ. Theo thông cáo cho biết, các công ty bảo hiểm sẽ đóng góp tổng cộng hơn 85 triệu đô một chút. Luật sư của Ủy ban chủ nợ sẽ đóng góp 3 triệu đô. Những người đóng góp vào thỏa thuận giải quyết tất cả đều tham gia để giúp cung cấp khoản bồi thường công bằng cho những người sống sót và đưa thử thách khó khăn này đến hồi kết thúc. Theo thông cáo nói như vậy, giáo phận đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 10 năm 2020 sau khi đạo luật nạn nhân trẻ em của tiểu bang được thông qua vào năm 2019. Biện pháp đó cho phép đệ đơn kiện lạm dụng tình dục trong các trường hợp trước đây mà những người sống sót vẫn chưa có hành động rất lâu sau khi thời hiệu đã hết. Năm ngoái 2023, Rockville Center đã đưa ra lời đề nghị giải quyết trị giá là 200 triệu đô la cho các nạn nhân bị lạm dụng trong giáo phận mặc dù những người sống sót cuối cùng đã từ chối lời đề nghị đó richard toner chủ tịch ủy ban các chủ nợ không có bảo đảm của giáo phận rockville center đã nói với giới truyền thông nói rằng thỏa thuận giải quyết là một chiến thắng mất nhiều thời gian đối với phần lớn những người còn lại đó là một chút nhẹ nhõm còn đối với một số ít người trong số họ đó là sự đồ hàng nhưng phần lớn họ đều nghĩ rằng đã đến lúc rồi Ông chia sẻ như vậy. Adam Slater, một luật sư có công ty luật, đại diện cho hàng chục nạn nhân bị làm dụng trong vụ kiện đã cho biết trong một tuyên bố với CNA vào ngày thứ Sáu, nói rằng phần lớn khách hàng của chúng tôi đều ở độ tuổi từ 60 đến 70. Họ đã chờ đợi công lý trong nhiều thập kỷ và chúng tôi vô cùng vui mừng khi đạt được thỏa thuận này thay mặt cho họ, Chúng tôi hy vọng nó sẽ đóng vai trò là mô hình cho các vụ án đang chờ xử lý khác trên khắp cả nước để những người trưởng thành sống sót sau chấn thương suốt đời do việc làm dụng của một số hàng giáo sĩ săn mồi tấn công tình dục có thể nhận được một khoản bồi thường mà họ xứng đáng và bắt đầu chữa lành, theo ông luật sư này cho biết. Vì luật sư này lưu ý rằng quyết định này là thỏa thuận đầu tiên của giáo phận đạt được trên toàn quốc sau phán quyết gần đây của tòa án tối cao về Purdue Palmer, phán quyết vào ngày 27 tháng 6 của tòa án tối cao có thể sẽ có tác động đáng kể đến các vụ kiện làm rộng của giáo hội Hoa Kỳ. Tòa án phán quyết rằng luật phá sản của Hoa Kỳ không cho phép xóa bỏ các khiếu nại đối với người không phải là con nợ mà không có sự đồng ý của những người khiếu nại bị ảnh hưởng cho các thủ tục theo chương 11. Lệnh này có khả năng mở ra các giáo sứ và trường học công giáo riêng lẻ để các nạn nhân bị làm dụng có hành động pháp lý. Giáo phận Rockville Center cho biết trong tuần nó rằng mục tiêu của họ luôn là bồi thường công bằng cho những người sống sót sau những vụ làm dụng trong khi vẫn cho phép giáo hội tiếp tục sứ mệnh thiết yếu của mình. Chúng tôi tin rằng kế hoạch này sẽ đạt được những mục tiêu đó, theo giáo phận cho biết. Roxville Chandler là một trong hơn 20 giáo phận của Hoa Kỳ đã tuyên bố phá sản trong bối cảnh những vụ kiện làm dụng đang được diễn ra. Với nhiều giáo phận đã đạt được thỏa thuận giải quyết hàng triệu đô la Mỹ với các nạn nhân trong những năm gần đây. Chúng ta dựa vào lòng thương xót của Chúa để đối diện với sự thật, bởi chỉ có sự thật mới được giải thoát. Chính Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta biết sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Chúng ta biết rằng Tổng giáo phận New Orleans đề nghị bồi thường 62 triệu đô cho những người bị làm dụng, những người sống sót yêu cầu lên đến cả tỷ đô la Mỹ. Đối với Tổng giáo phận New Orleans đã đề xuất giải quyết phát sản như là một phần trong kế hoạch giải quyết tình trạng làm dụng. Tình dục của hàng giáo sĩ cung cấp khoản thanh toán là 62,5 triệu đô cho các nạn nhân bị làm dụng ngay cả khi chính các nạn nhân đang yêu cầu thêm hàng trăm triệu đô la Mỹ nữa kế hoạch tái tổ chức theo chương 11 của Tổng giáo phận được đệ trình vào tuần trước tại tòa án phá sản Hoa Kỳ, đề xuất chuyển 50 triệu đô tiền mặt từ Tổng giáo phận sang một quỹ tín thác giải quyết, cùng với khoản thanh toán là 12,5 triệu đô từ các thực thể công giáo không phải là con nợ liên kết, chủ yếu là các giáo sứ trong chính Tổng giáo phận. Trong một tuyên bố công bố kế hoạch, Đức Tổng giáo mục Gregory Amon ngài cho biết rằng các ưu tiên chính của tổng giáo phận là hỗ trợ những người sống sót sau những vụ làm dụng trên con đường hướng tới sự chữa lành, bao gồm cả việc bồi thường công bằng và bình đẳng cho họ, trong khi tạo ra một mục vụ tổng giáo phận bền vững hơn về mặt tài chính cho tương lai. Đức giám mục ngài thừa nhận rằng vẫn còn nhiều việc phải làm và cho biết đề xuất này sẽ vẫn cho phép chúng tôi tiến lên và bắt đầu đưa ra kết luận cho các thủ tục này. Ngoài khoản bồi thường tài chính, Đức Giáo Mục cho biết kế hoạch sẽ bao gồm các giao ước phi tiền tệ chưa được tiết lộ mà Tổng giáo phận đang tiếp tục đàm phán với Ủy ban những người sống sót sau vụ làm rộng. Những giao ước phi tiền tệ này là những hành động mà chúng tôi cam kết công khai thực hiện để tiếp tục cam kết bảo đảm các giáo sứ, trường học và mục vụ của chúng tôi là những nơi an toàn để tất cả mọi người phát triển đức tin, được giáo dục và tham gia vào mục vụ, Đức Tổng giám một ngày cho biết như vậy. Đề xuất của Tổng giáo phận ít hơn đáng kể so với số tiền khoảng 1 tỷ đô la Mỹ do những người sống sót sau những vụ làm dụng của giáo sĩ đề xuất. Phần lớn trong số đó sẽ được các công ty bảo hiểm chi trả. Kế hoạch đó được đệ trình cùng lúc với kế hoạch của Tổng giáo phận. Theo cố vấn pháp lý của các nạn nhân bị làm dụng đã chỉ ra với CNA rằng đề xuất của Tổng giáo phận là không đủ. Khi được yêu cầu bình luận về kế hoạch của Tổng giáo phận, một luật sư tên Chem của công ty đã có trụ sở tại Los Angeles đại diện cho Ủy ban các nạn nhân bị lạm dụng trong vụ kiện đã trả lời rằng bình luận này hay nhất về kế hoạch của Tổng giáo phận là kế hoạch của Ủy ban. Theo vị luật sư này cho biết, tòa án phá sản sẽ phải chấp thuận một tuyên bố tiết lộ cho bất kỳ kế hoạch nào được gửi đến các chủ nợ và người sống sót. Sau khi được chấp thuận, các phiếu bầu từ những người sống sót và chủ nợ sẽ được thu thập và sau đó tòa án sẽ có phiên điều trần xác nhận theo như vị luật sư cho biết kết quả của cuộc bỏ phiếu có thể quyết định liệu là người đề xuất kế hoạch có muốn theo đuổi việc xác nhận hay là không sau khi một kế hoạch được xác nhận và tùy thuộc vào bất kỳ kháng cáo nào kế hoạch có thể có hiệu lực và tiền sẽ được chuyển đến quỹ tín thác giải quyết để phân phối cho những người sống sót ông cho biết như thế trong khi đó, người phát ngôn của Tổng giáo phận Sarah Macrono nói rằng Tổng giáo phận đã nộp một kế hoạch rất đầy đủ và khả thi. Với việc nộp hồ sơ này về việc nộp kế hoạch cạnh tranh của Ủy ban, chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán thông qua quá trình hòa giải trong tương lai rất gần, theo như bà cho biết. Tổng giáo phận đã tiến hành thủ tục phá sản trong gần nửa thập kỷ, lần đầu tiên nộp đơn xin phá sản vào tháng 5 năm 2020. Năm ngoái, Tổng giáo phận đã công bố quyết định khó khăn và đau đớn là hợp nhất 11 cộng đồng giáo xứ đóng cửa vĩnh viễn 7 nhà thờ và hợp nhất 3 vùng lãnh thổ để bảo đảm về tính bền vững và sức sống. Vào tháng 9 năm 2023, Đức Tổng giáo một ngày cho biết Tổng giáo phận sẽ yêu cầu các giáo xứ trường học và các mục vụ đóng góp tiền để bảo vệ tài sản của họ trong quá trình phá sản đang diễn ra. Đức Giám Mục Ngài nói rằng các giáo sứ và các chi nhánh khác của Tổng giáo phận sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ phá sản. Nhiều giáo sứ trong những năm gần đây cũng đã cung cấp hàng chục triệu đô cho các nạn nhân bị giáo sĩ làm dụng như là một phần của thủ tục phá sản. Năm ngoái, giáo phận Rocksville Center ở New York cũng đã đề xuất một kế hoạch cung cấp 200 triệu đô cho khoảng 600 nạn nhân bị làm dụng. Và đây là đề nghị giải quyết lớn nhất từ trước cho đến nay trong lịch sử phá sản của giáo phận. Những người còn cuối cùng đã từ chối đề nghị này và cho rằng nó hoàn toàn không đủ với họ. Đối với giáo phận Rochester vào năm 2022 cũng đã đề xuất khoản thanh toán là 55 triệu đô la Mỹ cho những người sau lực bị lạm dụng, mặc dù các thủ tục đó vẫn đang được tiến hành. Và giáo phận Richmond và Chia cũng đã chi trả tổng cộng là 6,3 triệu đô cho các nạn nhân bị lạm dụng vào năm 2020. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng